Vâng, xin chào các bạn. Như vậy là sau như bao ngày chờ đợi thì ngày hôm qua, ngày 10 tháng 1, ngày mà đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đội tuyển U23 UAE tại giải U23 châu Á. Thì cũng có một tin rất là nóng sốt là 1977 Vlog đã ra một cái tác phẩm tiếp theo nổi tiếng của mình mang tên là Vợ Nhặt, Kẻ Đi Tìm Tương Lai. Thì đến cái thời điểm mà mình làm cái video này thì tác phẩm Vợ Nhặt, Kẻ Đi Tìm Tương Lai đã có 1,6 triệu lượt xem trên kênh 1977 Vlog. Nào, chúng ta hãy cùng giải mã những cái hot trend, những cái câu nói thâm thúy của 1977 Vlog trong cái clip này nhé. Bắt đầu. Vâng, ngay ở đầu video thì chúng ta thấy hình ảnh của một kẻ chuyên sản xuất những cái thực phẩm bẩn. Qua những cái hình ảnh như là hàng order của khách này thì lại ra những hàng là fake 1, fake 2, fake chấm chấm vân vân. Đây có thể là một sự cà khịa đỉnh cao đến những cái tình trạng hàng fake đang rất là tràn lan trên thị trường, từ giày dép này, túi sách, quần áo đến đồng hồ vân vân và mây mây luôn. Thật là thị trường đang tràn ngập những hàng fake, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tiếp theo đó là một cái sự cực kỳ hài hước của 1977 Vlog khi mà chàng ta nói: "Thông báo cho mày một tin buồn, tao có biệt danh là vua lì đòn." Thì anh ta lại: "Nguyễn Văn Tràng, 40 tuổi, nhà xóm ngụ cư." Thì thực phẩm bẩn là một cái thực trạng đáng lo ngại của toàn xã hội. Là vì chúng mày làm thực phẩm bẩn. Từ những vụ như là cà phê này, bằng đậu nành, hay là bắp rang cháy đen, hay là chân gà thối, hay là thịt bảo quản mấy chục năm, thì đây là một cái vấn đề cực kỳ nhức nhối của toàn xã hội, mà cần tất cả mọi người cùng chung tay chống lại thực phẩm bẩn và không để một mình mày không thể cản được tao. Thứ phóc môn này giúp nó tươi khỏe hơn và sẽ đến tận bàn ăn của Gordon Ramsay. Gordon Ramsay là một đầu bếp nổi tiếng người Scotland. Ông cũng là chủ của nhà hàng và là một ngôi sao truyền hình nổi tiếng qua những cái chương trình như là Vua Đầu Bếp Mỹ hay là Gian Bếp Kinh Hoàng. Lương tâm của mày còn ít hơn cả điểm thi hóa của ta. Vâng, có thể nói là môn hóa là một cái môn ác mộng đối với các học sinh và ngay cả với chính tôi. Khi mà điểm thi hóa của tôi khi mà thi đại học ấy, cũng chỉ là 1,5 điểm. Ok. Biết vậy nên tao đã chuẩn bị sẵn một cỗ máy chống nói dối. Phát hiện nói dối, hay còn gọi là máy nói dối, máy trắc nghiệm tâm lý hay là máy ghi điện tim, là một dụng cụ đo một số những phản ứng sinh lý của một người về huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, sự biến đổi của thân nhiệt và độ dẫn điện ở da trong khi người đó đang trả lời một số câu hỏi. Theo lý thuyết thì khi mà người ta trả lời mà người ta nói dối thì kết quả đo sẽ có những cái sự thay đổi đặc biệt, và sự thay đổi này thì cũng sẽ được hệ thống thần kinh giao cảm tạo ra. Máy sẽ phát hiện ra những cái điều đó. Nhanh lên chúng mày ơi! Nhanh lên nào! Sắp tới là giải đua xe thấp 1 ở chặng đua Barcelona rồi. Chúng mày phải luyện tập thêm. Nhắc tới giải đua xe công thức 1 VinFast Việt Nam Grand Prix, dự kiến sẽ được tổ chức tại trường đua VinFast vào tháng 4 năm 2020. Gớm, sắp tới dễ có đến mấy triệu thằng đàn ông ế vợ. Anh đã chuẩn bị gì chưa? Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang có xu hướng gia tăng, và theo một cái thống kê chưa đầy đủ thì nguy cơ của hàng triệu đàn ông Việt ế vợ trong tương lai là có thật. Thôi, xin hoàng tử hãy tha cho người em gái bị dính lời nguyền. Hoàng tử phán được rồi đấy. Là một cái câu nói theo trend cực gắt của 1977 Vlog những ngày gần đây. Thì câu nói này thì thường được các bạn trẻ dùng để spam mọi cái bài viết, mọi bình luận và rất nhiều ảnh chế ở trên mạng xã hội. Em cứ hãm như thế thì quãng đời độc thân của em sẽ dài như dòng sông Volga đấy. Thông tin địa lý được cung cấp ở đây là sông Volga ở miền Tây nước Nga là con sông dài nhất châu Âu với cái độ dài là 3.690 km. Hay là em chấp nhận mã gen của anh nhé. Đây dự kiến sẽ là một cái hot trend tán gái đỉnh cao trong năm mới 2020. Và đãi các con những bữa cháo khoán đẳng cấp 4 sao Michelin. Hãng Michelin thì không chỉ nổi tiếng ở lốp xe mà còn rất là nổi tiếng ở những cái hệ thống đánh giá các cơ sở ăn uống cao cấp. Đó là sao Michelin. Và sao Michelin thì chỉ có tổng cộng 3 sao. Thế nhưng
4 sao Michelin cho cái món cháo của mẹ đội trưởng Tràn thì có lẽ là quả là bãi phúc cho cái sự hài hước của 1977 Vlog. Muộn thế này rồi mà chúng mày còn đến phá à? Muộn, nhưng bọn tao phải làm ngay. Đây là sự khẳng định chắc nịch cho chiến dịch chống lại thực phẩm bẩn. Muộn nhưng phải làm ngay. Vậy là đã mấy chục năm kể từ ngày anh bước vào trạng thái ngủ đông. Cụ Hà có gửi tặng anh một món quà. Mong anh sớm tỉnh lại, vì chúng tôi nhớ anh ra giết. Thôi, tôi sẽ còn đến để mang bỉm cho anh, đội trưởng Tràng. Ở cái thông tin cuối này thì quả thật là phải xin bái phục 1977 Vlog khi mà đã nghĩ ra là Captain America hay là đội trưởng Mỹ lại là đội trưởng Tràng của Việt Nam vì bị tiêm phóng môn hóa chất mà bị ngủ đông mà mấy chục năm. Và cũng bị tiêm hóa chất bảo quản mà khiến anh có thể qua mấy chục năm mà vẫn tươi ngon. Có thể nói thì sau video này thì có thể thấy sự cải thiện đỉnh cao của 1977 Vlog đã lên một cái tầm cao mới. Và nội dung câu chuyện cũng thực sự là hấp dẫn, rất là hot trend, cũng rất hợp thời và mang tính giải trí rất là cao. Chúc cho 1977 Vlog sẽ tiếp tục thành công hơn, sẽ ra những cái video hấp dẫn hơn để cho phục vụ khán giả YouTube. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.